Bà sơ sơ đây tầng lọc nế. Bạn chân xâm rạp sạp đá ní cứ dương bần to mê riêng tì pram bò dương. Bà hơi sạp đá môn dương bà nở sạc xa khlạc lạ rùi mà hơi. Bạn chân xa bê bà lìa dương bà chân ọc hơi đá chân khi em ọt bà nở đồng lực bì ở vây đà dương riêng bì sạp đá môn tế cứ khi em chạp bà to bà. Bà tại mà đón nát bà cũng hồi dừng khát với lời xa phê bà lìa dừng chết ọ đã hỡi. Bà chân dừng đó là chúng nói mối đại dương bà tò bì sạp bà đà môn nó cứ thai of communication. Bà bà phết này ca tùm nẹ tùm nâng. Bà chân dương miên bay bà phết này ca tùm nẹ tùm nâng ná. Cứ miên ca tùm nẹ tùm nâng chỉ lẽ cả nạ unicast. Bà cứ one sender, one receiver. Riêng hào thập one to-one communication và tổng lệ tổng nâng mùi mùi nè hơi broadcast và tổng lệ tổng nâng cái hào thà one-to-all communication và mùi tập càng tạng ốc hơi nâng prophet tổng lệ tổng nâng thì bấy cứ multicast cái hào thà one-to-many communication và tổng lệ tổng nâng mùi tớ chẳng nè và chẳng anh ít bẹp bọn nâng prophet này cao tổng lệ tổng nâng hơi dương chú đoan broadcast và transmission và chứng broadcast transmission ấy xong đau từ lư và prophet đại ca tổng lệ tổng nông đại lùm hô trả cho nước trong ban bình chun và bị computer prophet rư bị ô bà prophet nà mũi và tự ái group và computer cool down tầng os mà nó không bằng đại nhận và chứng prophet đại ca tổng lệ tổng nông bẹp nâng cái ái chmô tha và broadcast và đôi nhà đọc địa bàn khơi nó không rụp hiệp này chứng và nít cứ chỉ computer sender và hay bày cường nít rùm tên ổ bà có router này mùi đá nên chỉ ổ bà có tổ tùl chứng computer sender này bàn nhờ nơi nghe ta broadcast mấy xịn mùi tập càng bằng đá và chứng và one sender hay nè đọc nít khơi như all receiver và chứng computer xe tiết rùm tên router đá và tổ tùl bàn broadcast và message nhận và ok từ tôi bàn broadcast message nhận nè ok chứng prophet này ca tổng lệ tổng đồng đài miền ổng có sender muối hay bàn thân nhà message tạo group ổng có tầng ổng nó lưu bằng đài những cái ổng chung một và broadcast ok hay không rụp hiếp đi bằng hai anh tì broadcast và DHCP và đôi nhận tổng ổng này bàn khớ cứ IP và goal down is destination is cứ 255 đồng nè và 255 đồng nó cứ và có some call broadcast DHCP và ok chứng bẹp bọn nâng bộ phết này ca tổng lệ tổng nâng mình tha unicast mình tha broadcast mình tha multicast thế và IP và rưu có mạng address và mình nói thật ra bỏ ổng bà có bà nhà nó cứ chỉ là cái này unicast nè bà chỉ là cái này unicast bà còn thật tha ổng bà này ổng bà có tổ tuôn vì ai chỉ unicast vì ai chỉ broadcast vì ai chỉ multicast bà sân này tổng nét tổng nông chỉ là cái này unicast bà ổng bà ổng bà có bà nhà cứ unicast hay ổng bà ổng bà có tổ tuôn cứ unicast ổng bà đài bà tổng nét tổng nông bà chỉ là cái này broadcast và address này ổng bà có phía nhá chỉ unicast hay address này ổng bà có tổ chỉ broadcast address và hay khi nông cạn này tổng nè tổng nè chỉ multicast vĩnh cứ và address bà ổng bà có phía nhá chỉ unicast và hay address bà ổng bà có tổ nó chỉ broadcast và chứng dương sống kết khơi tha bay bà phía này ca tổng nè nó cứ khóc nhiệt và phải tổ lưu address này ổng bà có tổ tuôn tại bà nó và address này ổng bà có nhá cứ đổi đổi cái địa chỉ unicast address nè ok và chứng anh ấy cứ dựa vào chuyện bị broadcast và one sender all receiver hay còn là broadcast anh ấy cứ broadcast và DHCP và đối xa tại nhà tổng này khơi thà IP address cool down nó cứ pi rồi hà sập làm buồn đó và nâng cái sum call ở DHCP nè ok chắc chúng ai chứ demo lại nâng bằng hai nhà tổng hợp điện tích và ok chứng dương mưa ca demo và chuyển tính nhé và ok và chứng nhận ok nhiều tao biết là nay với diagram mũi sẽ khi nhầm bậc diagram sơ mạnh mũi và top shop
ឧបករណ៍មួយចំនួនតាមរយៈស្វីតណាអូខេស្វីតជាឧបករណ៍មួយដែលមានផតច្រើនអញ្ចឹងវាអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងអាចតភ្ជាប់កុំព្យូទ័រជាច្រើនបាទអូខេឲ្យកុំព្យូទ័រអស់ទៅនឹងអាចប្រើប្រាស់តាក់ទងវាណាអាចប្រើប្រាស់តាក់ទងគ្នាតាមរយៈស្វីតហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកកុំព្យូទ័រមួយចំនួនមកអូខេទីហោថាខ្ញុំមានកុំព្យូទ័របាទខ្ញុំមានកុំព្យូទ័របួនគ្រឿងណាបាទ laptop zero, laptop one, laptop two, hay nâng laptop three, okay. Hay khi mình server mà kêu nhầm thuê về chia đi HP server và Genesis server. Okay, hay khi mình ao biết đào tua chia đi HP server nè và đi HP và server, okay. Và chứng yên tơ ca top shop và opaco thì ngọn nó một căn switch và đồng bây ở vi ai chô room nó không bằng đài bàn nhé và ok chứng dương đăng hái dương bàn sắc xa pi cập hết và dương bàn sắc xa pi mì riêng để bẹp bò đồng mạch than chùm lo hơi và chứng switch hơi nâng computer chỉ opaco khóc ní kê bạc xài và copper straight through nè và thật xài strong và được xài trong nâng và bàn tay software bởi dưỡng bắt đầu lẹ cần nạ chùm núi nè anh chân đầm bay lướn khi giờ function auto mà tên tệ mà đó nè mà ok đầm bay cầm ao dưỡng chùm này về sẵn lại xa tên lìa dưỡng bà chết ọt này hỡi bà chất khi giờ auto mà tên tệ mà đó ok bà chân là vậy được khi demo về chuyện nít trong bằng hành vì prophet này ca tổng lệ tổng nâng mũi đại kéo chùm thà và broadcast nè kì broadcast kì chúng xem trong bằng hai nhà đó kia bị broadcast kì ba bị broadcast kì chúng pel dial computer ở tận đi và chúng thuê về chia DHCP client và DHCP client DHCP client và mình đây thay chia mà sân dial và sau xong IP và tập can DHCP server hai bên đang tụt ban IP swipe của Word và PDHCP server nè ok và chứng đôi khi chúng ta ban ở cầm nốt sầm call hai pi mì riêng muốn muốn nè opacon nó lơ bằng đá nhằm bay ai bật sai tụm nè tụm nào kia bán và vi trao ca address chẳng tách pi nè và nhằm bay ai bật sai để trao kia bán vi trao ca address chẳng tách pi cứ address top ទី 2 ហើយនឹង address top ទី 3 ណាបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការ MAC address ហើយ MAC address គឺមានស្រាប់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង card network ណាបាទមានស្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយ card network ហើយមួយទៀតគឺត្រូវការ IP ណាគេ address បាទអញ្ចឹង IP នោះបានមកពីការដាក់យើងអាចដាក់ដោយផ្ទាល់ដៃ បាទឬក៏បាទឲ្យវាទទួលយកដោយ swipe forward ពី server បើសិននៅក្នុងបណ្ដាញនេះមាន server ណាអូខេអញ្ចឹង đôi ban bằng hai chứng và DHCP server này chúng ta đặt IP address ở phía tầm bay vì ai cho room sạc cam một phía tầm này tầm nào đưa bằng đá nhá hơi computer ở tầm này đại diện DHCP client này ở phía sân và broadcast một căn bằng đá tầm bay sau xong IP DHCP server và bị tiệm bỏ đâu prophet này cả tầm này tầm nào bây giờ cứ broadcast ok chứng computer đại chia để HP đích xem nâng đặt IP vì cứ mở rồi cao pi cho mở rồi học làm mấy và chuẩn mùi chuẩn pi rồi hạ buồn nét kiểm tra IP trong cái hay chỉ mùi đường pi phải được sắp để bán nó sắp mà phải buồn ok hãy xem trong phần chuyện tích và tại opacon là khóa đại ai đã tua chia để HP server nè ok và opacon là khóa đại ai đã tua chia để HP server chứng để HP server và opacon để ai đã tua chia để HP server ai chia wireless router và wireless và router và phụ wireless router ai router và bạc sai ok phần toàn bạc ca với ai rip trong thuê chia và wire ai rip trong thuê chia để HP server và ai chia Windows server nè mà Windows server mà ai chỉ switch mà Cisco switch
DHCP server chia Windows server mà hơi nâng Linux server chỉ đạt nè mà ok và chân từng ở nó sẽ ai thưa chia DHCP server nè và ai thưa chia DHCP server chân và sân là tháp ban nè nó kia và miền ở bắc con nam mũi nè nó kia ai đẹp chồng vì và chia DHCP server bạn nè kể từng ở nó sẽ ai đã thưa chia DHCP server nè vì và server ok chân cả này bây giờ nick dương pra server hay server nó ai chỉ Windows được gọi Linux chẳng mà nè ok slide lên một phần phần bật cả vào về ok trước trong nick cái ban rip chom ở DHCP nó và miền tầm làng về slide hết dương còn lại cho tập bạc với ai tầm nào cả tại bản nó cứ chỉ cả slide ok chẳng muốn được rip chom chia DHCP server và nè tôi cần tôi đã IP rồi và mà sân đằng sân á ok tỏ là cho tôi đã IP tôi ngọc nít bà chương trình chúng sẽ screen bằng hai bà thiết bất chương thuật đã vi tràng đòn hai nè và là lấy chương bà chúng sẽ screen bằng hai nè đó cái này là quay demo nick trong cái chuyện vì bà tập hết broadcast bà tập hết này cả tập này mới ở chỗ thả broadcast chứ này đó cái này mà desktop máu hay mà IP configuration và nè đọc nè khuyên cái lại nít cứ miền DHCP hay static chẳng static cứ dương vay bởi chỗ đời toàn đáy hay DHCP nít cứ dương nâng tựa tựa ban đòi swipe của vót và P DHCP server mà ok bà đọc nông nít bà xin bỏ dương nít cứ chia DHCP server chẳng vì ở tựa tựa ban IP P nè nạp xe tê vì chỉ nè phần IP ở kê nè chẳng dương tựa đại IP nít chia lệ là static và ok chẳng vay bởi chỗ máu cứ mà đòi cao P chụch mà đòi học làm bấy chụp mũi chụp pi rồi hạ buồn đấy và hơi sắp đẹp má cứ pi rồi hạ pram bay đầu chụp sốn và default gateway điện ai nấy bài đặt của bạn đấy để xa default gateway xong rạp cho trên tờ căn bản đai hàng cáo này tao không khơi tha dưỡng và cứ miền tây bản đai để mùi bản nốt chân dưỡng ạc bài đặt của bạn đấy nó sẽ thả nập hiệp nâng hơi điện ai nấy xong rạp đoàn ai dương ai nhận xét được căn website nào mới tạm chung một vì bỏ bài vì chung tại vì chẳng để sao dương ở miền tây cả tết xem hoạt bài đã tiền đấy ok bản chân về để dương đã IP hai nên ở kia từ rip chom ví ở client chia để HP server bản chân trong miền tây lang phải khi chia để HP server nên bật công nick cái bản rip chom rồi từ hai chân nên ở kia cho một lại service nên ở kia xoay ra DHCP này mà nên ở kia khởi miền pi DHCP DHCP v6 và DHCP này xâm rạp version 4 hay DHCP v6 này xâm rạp và IP version 6 này xâm rạp version 4 này xâm rạp version 6 chương dương prior version 4 và chương dương click DHCP này mất và hơi nè tôi có cái này chạp ở đó nè tôi có cái này interface và Ethernet Zero nè chương trình chọn ảnh bài lại nâng tích chương này interface này cứ Ethernet Zero và mình đây tha DHCP server to tập can bằng đá 8 và Ethernet Zero hay đặt ốc niêm service off và chương bằng service off bạp nâng mình đây tha interface Zero nó ọt ai tự tool DHCP request be client bán này và chương này đặt ốc niêm trở đồ viêm ấy on nè và on và vì ai tầm là cá chắc nó phê để miên xùm la vì client máu mà đó Ethernet Zero nó interface nó cứ vì ai và chạy top tầm nâng và xùm la bàn đời xa dương bàn on sử vị nè ok hay nè đó khi chạm vào đó mới tiết cứ pool name nè và pool name bản chương năng lơ sở vớ nè đó khi trâu miên ở pool hay pool nó chia cả lại mỗi xùm ra tốt là IP và bê đề miên là client sna xong một căn server chứng server bị chết mư IP trong pool nâng miên IP nà và tổng nếch và viên nâng đo tạo ở client nè ok và chứng cái ban đã chung một viên tha server pool hay nè tốt ní ai đô đã chung một ai đô tức là nó chia rương ở bọn nè tốt ní nè chứng khi mà đô tức chung tốt viên default ok và tốt một tiết nè tốt ní khơi default gateways và default gateway ní cứ chia IP bỏ router dial DHCP server nâng bắt đầu tới client bê đềm miên xâm ná bí DHCP client nè chắc là tí hoa tha bần đa dưỡng to từ kháng kráo cứ dưỡng to từ router nè mà khiêm bà chắc chăm khiêm share screen mà xa tiết nằm bây bà hành bây giờ này tập nữ lại nâng tích
bạn trước khi đây bọn ta dương to tôi khẳng cáo với nè đó cái này cứ tập shop mà ta mở router nè và shop mà ta mở router kì thì họ dương giờ router đồng buồn xài muối kì nè thì họ dương shop mà router nè kì dương tập shop mà router bà router switch cái prak xài bà cứ dương prak xài copper straight through nè kì chân thì họ nó dương to chi cái bit số sạch sồn mà nó cứ chi cái bit và số là mùi nhé mà chân lại nó cứ chi cái bit số là số nè mà chi cái bit số là số hay tí ho tha interface nó dương ai IP mà rồi cao phí chụp mà rồi học làm bấy mà chụp mùi chỉ mùi prefix được sẵn này mà nó cứ là mà phải buồn nhé mà bản chân IP này mà IP bỏ router này cứ chi default gateway rồi bỏ computer từ ngọn này room tên bỏ DHCP server phòng đài nè ok chẳng phê dial computer ở tầm nít đã chỉ DHCP client request IP DHCP server nhưng ai DHCP server bỏ default gateway cứ address này mà đồng bây ai computer DHCP client từ ngọn này và tổ tôi ban default gateway address trầm trấu hỏi vì ai tệ tơ tơ khẳng khẳng crowd bán vì trâu phải chút một căn router và cứ tam dạ chút một căn address nè ok bạn chứ nó có khiêm trong ảnh thì bài bà chạy bọn ở nhà thật nền tích là anh default gateway address ok tỏ là dân tập tỏ tiếp và chạm khiêm share screen và hai nhà thật nền và miền bài hạng lại nà ở tốn ai alert nè và xung lúa mắt ok ok tỏ chứng là anh đi ACP bà là anh default gateway nít bà dân tập đặt IP bỏ router đáng top shop và computer DHCP client bởi dưỡng nít tờ can bằng đài kháng cảo nè kì chứng đặt IP bỏ rào tờ vì chỉ cho đặt đặt nôm đẹp đó là tập hiếp ơi DHCP client bởi dưỡng nè và ai tùm nè tùm nơ tờ bằng đài kháng cảo bàn chứng IP đại dương bàn đạo rào tờ chỉ cái biết số ra số nó cứ mở rồi cao phí chụt mở rồi học trầm bấy chụt mùi nè ok mùi tiếp DHCP server và chẳng dương ao DHCP và dương ao giờ ở chia sẻ mùi tiếp cứ DNS server nè DNS server address và chẳng chỉ tu tới cứ chỉ IP public và đại ban mà bị cầm phone ISP nè đại ban mà bị cầm phone ISP và xâm rap ao DHCP server nó bắt đầu từ ao giờ DHCP client bây giờ mình xâm ná đồng bây ai DHCP client nó ai thả xe từ căn website nào mới tạm chứ mùa và chỉ tôi tớ cứ IP và public ban mà bị cầm phần ISP và bởi ISP khẳng định nè ok chẳng ở tí hợp chúng ta IP public mới cứ bị rời chơi bị rời chơi bị rời chơi bị rời ok bản chứng bây giờ mình xâm ná bị DHCP client mà căn server và server nâng phát default gateway address bằng nít tờ ai client và DNS address bằng nâng tờ ai client hơi IP chạp đàm nè và start IP và IP chạp đàm ok chứng nè tờ ai chạp đàm vì mùi chụt mùi bàn tế là xa mùi chụt mùi đạo router hơi nè ok chứng ai chạp đàm vì chụt mùi chụt pi và chụt mùi chụt pi ok hơi nè tặng ốc nè mơ maximum và nè cứ sắp nè mạng nè cứ bí đoàn hạ bài đồ chạy xôn hơi maximum number of user và chứng chùm luôn user và chân một phút và nè tặng ốc nè ai cầm nọt hạ ta riêng trong bảo mạng IP xâm rạp đó là user và sân ở trong sân tha ban bảo nè tặng ốc nè thì họ tham miên computer mà quay cường chứng nè tặng ốc nè ai cầm nọt mà quay user mà nè ok và hơi bật tha giờ việc mặc sự mám của bạn đấy là nó ngặt sợi từ lư cà đi chọn bộ dương đồ kia nè ok và hơi bật tọt máu và nè đồ kia sale về máu và nè đồ kia sale về máu và chứng nè đồ kia cười dương đi chọn bàn chi đi ACP mùi nè đi chọn bàn chi đi ACP mùi ok nè đồ kia mới bỏ miễn cứ pool name và chúng ta server pool và chứng IP tầng off cứ tốt nào con pool mới cho thật server pool hay default gateway để trở bỏ DHCP client cứ phản ứng DNS để trở bỏ client cứ phản ứng đấy kì hơi nít chỉ IP đồng bôn để client nào xong xong môn kế được bàn IP mà đòi cao phí chạy mà đòi học mấy chạy mươi chạy phí
Bà viên là ai thưa sầm na nông ca sơn sơn mai pì nè ok tọt ở lấy dương mà mưa lừ bà client mà đòn nè ok bà ok chứ tại con nick cứ chia để HP client nè bà hơi dương bàn bị chia hơi mình nè về phần nông broadcast bà broadcast để HP bà mình dương trong giấy bị broadcast nè broadcast để HP bà cứ bà IP address cool down nhé bà IP address cool down bà destination IP address mà cứ pi rồi hà pram bốn đoạn nhé pi rồi pram chốt pi rồi pram chốt pi rồi pram chốt pi rồi pram nhé ok bà chứng anh ấy cứ chỉ address stop the base và stop the base nhé và network layer nhé em tăng được lấy cứ ở sri hai cái bia có miền ở broadcast mà address này và chứng mà address cool đảo nhé và destination mà address và kiểm sẽ cắt finish và chứng mà address cool đảo nó có chia broadcast đấy cứ app đọc pi đỏ và app đọc pi đỏ nhé em sẽ cắt tạm đoạn mất app đọc pi đoạn này anh ấy cứ chi mà address broadcast stop the page mà data link layer này ok chương viên miền ở broadcast stop the bay chập cù mùi broadcast stop the page hay là broadcast stop the bay mà ok tỏ ở lấy dương mưu khiêm ao giờ client DHCP client laptop sử dụng this và vì và snow some IP swipe of what be server chẳng là đọc ni I click like simulation này và tầm bay mưa đồng nào cao và viết hai nền tảng điện bạc laptop số máu cho desktop nền tảng này màu IP configuration hay click line DHCP nhé và chương nền tảng này đang khơi nhờ requesting IP address và chương DHCP client này ban request và IP được căn bản đại chương bây giờ viết xong message đang tới message nó cứ chia broadcast DHCP nhé chia broadcast DHCP nhé ok dial address stop the page và mà address cool down nó cứ app đọc pi đó và chạy pi broadcast chẳng pi để tao đọc switch switch đồng nào ca stop the page việc khơi nhờ mà address cool down nó cứ app đọc pi chia broadcast chẳng pi broadcast ở group port tiếng Anh để active và lực lên để port mà đi tại sao inactive chẳng ở broadcast thì chẳng pi broadcast mà đi mà đi nhé ok và trước số tham một sân laptop số laptop one laptop three này tôi cho broadcast đi HP nâng thế OP và hai đấy bà OP là sao vì mình chia đi HP server và vì mình chia đi HP server hay broadcast để trên pi laptop số này cứ chia phần broadcast đi HP đầm bay request IP pi đi HP server chân miền tây server mũi tê đã tôi cho message nhắn hay bị chạy top để cho chỉ mũi IP và đại dương bàn thì chấm cứ bắt đầu mọi cái lại ở nặng ok và ok hai IP để mà đào stop thì bảy nè và IP cô đáo cứ đặt app chia sẻ đặt pi đòi hạ pram buồn đỏ và chẳng đời xa khơi IP cô đáo pi đòi hạ pram buồn đỏ hay computer ở tỉnh về đăng tha nâng chia và phê được broadcast thì HP chẳng viên mình men chia thì HP server vì ignore vì ở tập vô lên đây miền tại server tới đây viên được vô nó cả trở lại tập ok chẳng này tập đi ai mưu còn miền lại nền tích chẳng nhầm ok và bây hai nhà tập nền tích nhé ok bây dù bị đồng nào ca bộ biết và chẳng này tập đi khơi nhỉ này tập đi khơi nhờ và
Stop tìm bấm và trên bị computer này máu nữa, ao lấy giờ nữa, nên đó cái cơ anh đặt DHCP, Packet Server. Bạn chân bật chạy bì ở message nó cứ bà chia DHCP nó hay mà xôn xôn nó cứ bà address box server dân ở toàn scroll tế cứ xôn buồn đón nó hay address box client có ở toàn miền đài chân xôn buồn đón nó kì bà bê mà đọc stop tích buồn protocol để trâu đặc nôm bật tọc nó cứ bật tọc nó cứ UDP hay ports soft mà học bổng bớt port destination mà ở chia sẻ port soft học bổng bấy port destination học bổng bớt chẳng học bổng bớt nít xong qua DHCP service bê để mà đọc server server miên sẽ vào cam trán chẳng khuyên port cô đào port học bổng bớt server đăng thá DHCP service trong bàn sản xong và server mà miên là DHCP mới nè server miên web miên DHCP miên FTP DNI hay nâng chân service đi mùi đi mùi đi kia miên lấy port chạy lẹ xong qua và hơi port học phẩm bởi lý xong qua DHCP chân phê đa server tổ tôi bàn là phải khích nhá ngạc khơi port của đào học phẩm bởi server đăng thả DHCP service trong bàn sản xong chân viên là chạy top bắt đầu mà ai nợ ai IP. Ok, hãy nhận đọc này mà chạp ở đóm tiếp nhé. Nhận đọc này chạp ở đóm mơ stop tiếp 7 nhé. Và stop tiếp 7 này nhận đọc này khơi như nợ nông IP header và IP soft nhận đọc này khơi như zone 4 đóm, zone. Mà mình thấy mà xin laptop sở đồ này ở toàn miền IP chân viên xin request to some server destination. Và nè đọc nếu khuyên destination được trong bàn thì bài chứng này cái đại và pi rồi hà pram buồn đòn này nè đọc nếu khuyên pi rồi pram chọc pi rồi pram chọc pi rồi pram chọc pi rồi pram ok chứng pi rồi hà pram ở buồn đòn nó cứ chia broadcast DHCP broadcast xong call và DHCP service và chứng pi đại broadcast mấy xây những tờ đo ở bộ xinh xinh đại vì mình men chia DHCP chứng vì ở vô lý đời xa vì khơi thả broadcast nó cứ xong qua đôi DHCP và miên tại upper đại chia DHCP server thế đại viên đang chạy top chỉ môi đường broadcast mấy xịt nặng này và ok đời xa pi đòi hạ pram buồn đó nó phải chạy pi DHCP đấy ok và hai bộ to mà tiếp cho một đoạn stop thì pi và nè đó khi khơi như my address và bỏ laptop sử dụng này my address cứ miên shop sạp nè và build in mùi cả network và ok hai nó cứ chỉ mạng address source, mạng address destination và nè tao khnì khơi được chỉ mạng cọt sầm còn chẳng cứ app đọc pi đòn nè tao khnì rọp mới cứ app đọc pi đòn và chạy pi broadcast và sau đó thì pi chẳng pi đại switch chia sẻ pi đại là và DHCP packet nhắn tới đó là switch đầm nào cả sau đó thì pi chẳng việc khơi như mạng address cool down nó cứ app đọc pi đòn với chúng ta ở group port đang ở đại active lực lên tại port đại mình active nè lực lên tại port này nè ok ta ở lấy dương mưa từ ngọc nía chân chập đam chân bí laptop sổ từ đó switch nè ok chân switch broadcast nè mà nên ngọc nía mưa là switch tích cho switch nè nên ngọc nía khuyên cho switch mà mình đang lấy giờ two nè chân switch với đồng nai ca stop thì pi nè mà chập đam lại nâng tích nè và chân switch đặc biệt thôi ca mà viết tí mũi và vì pinet mưa và vì miền lạc tiếp bị nứt mơ là không ngờ mà frame để mở đào viên nó chắc thì mỗi đi bị nứt mơ mà address số này mà ok là mà address số nó miền nếu không mà address table của viên nữa mà address table của switch cứ tục nếu mà address box upper cop xem xin để top cho ông biết đâu nên port của viên chắc không cả này để vì bị nứt mơ tới up toàn miền khơi thì chắc viên đừng add nát viên đừng add mà address số nó chủ và chân viên đừng add my address source bằng nắng cho tập nông my address table của viết hay my address source nó trâu kia đừng port nà này này tập thì cứ như cứ trâu kia đừng file internet số slot mũi để sao viết từ tool bar nữa và frame nó bị file internet số slot mũi nhé ok và bắt đầu một tiết viêm mới my address destination này đầm bay đang thả ta trâu phải chun tận nà chân này tập thì cứ như cả này bởi dưỡng này
bà chia sẻ anh thích bà mình vì đã ạ thích bà ok tỏ lời dân tỏ tiếp chẳng để tỏ kia mớ mà trẻ cô đau bỏ dưỡng ní cứ ai đọc bị đòn nè bà chẳng ai đọc bị đòn ní được chẳng bàn ạ thì bài mình chẳng cứ chia bà broadcast mà address bà chia broadcast mà address chẳng đòi xa tại mà address cô đau cứ chia bà phết broadcast mà address chẳng switch nâng bà chú nào group port tiếng ọt đại active lực lên tại port bà đại ọt active bà chẳng viên bà chú nói group port tiếng ọt đại active nè ok bà chẳng này tỏ khả khơi viên bà chú chênh tình ạc là cứ phải xin nè xôn xlạc bí xôn xlạc bấy xôn xlạc buôn xôn xlạc bàm nè 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 xôn xlạc bí nè xôn xlạc bấy nè xôn xlạc buôn nè xôn xlạc bàm miên mò khẳng này hết chi kì bít nè ọt đây nè cho mò khẳng này vậy nhé ọt đây ông bà con bằng đá dây tua này tí bị chun bằng to chân và viên tua ban bị phọt na mũi bị ọt nên bị chun mà nâng vấn đề nè ok bà ok chân này đó nên là khơi tha DHCP phải ký đăng ban mà đó laptop số à chỉ sai laptop 1, laptop 2, laptop 3 hay nâng DHCP server nè ok bà con này tôi nên sống kết khơi tham mạch được trong ban thì bài chân này tôi nên khơi nhờ laptop 1, laptop 2, laptop 3 nè bây giờ biết tôi ban thì ACP phải kỹ năng vì order volte nè tôi không nên khuyên những cái ignore hay đây là bài order volte là sao vì mình man chia để ACP server chứ vì admin làm tiếp nó cao đó IP thì chứ vì order volte nè ok chứ nè tôi không nên ai mưu mày xin tình máu nè vì tôi ban nâng hơi mà there is no service running listen on this port divide drop the segment bạn chẳng để xa tại admin thì HP sử dụng nâng nâng lưu ở bà có nâng chẳng vì bỏ segment nâng chào tèm đoàn nè ok bà ta em mà sân nè đại vì chi để HP sử dụng nè chẳng vì nâng chlai top tờ vĩnh bà shop tờ ơi nữ IP address nè bà shop tờ ơi nữ IP address bà nè nè tọc nè khớ vì nâng shop IP address tờ ơi nè mà đòi cao pi mà đòi học bấy chụt mùi chụt pi nè bà nè nọc nè khớ mà đòi cả pi mà không bấy chuyện mua chuyện pi nhé kìa đi IP bảo vệ nhé mà ok chương viên được slide top của mình nhé ok ok chương này đọc này ai bị nứt mỡ nhé này đọc này ai bị nứt mỡ là lơ mà xin laptop và sau đó này đọc này khơi ban là cả ban address đôi bây giờ bạn được chấm này đọc này khơi IP mà đòi cả pi mà đòi không bấy chuyện mua chuyện pi sắp này mắc pi đòi hạ pram bày đòn chuyện số default gateway mà đòi cả pi mà đòi học bay chuột mũi nhé chỉ IP này bỏ đầu tớ hay DNS server và pi rồi chuột pi rồi chuột pi rồi nhé ok chứ là vậy được xem trong Antibay mình nick con là trong chuyện pi và broadcast nhé và pi broadcast và có phê tổng đại tổng đầu mũi kéo cho tham broadcast cứ want to all và want to all và cho mấy cái router số đi và auto tour bán tại sao port này port active nè port này cứ inactive chứ mà sân dương ba port bảo rao tới active hay chăm khi mà ai mà sân mùi tiền và request DHCP mà khi mà ba port bảo rao tới ai bị active ok chứ này tôi cũng cứ active đấy thì chăm bật mà bật simulation mà real time mình sân hay click lại này mà đồng bây giờ bị áp bàn lớn nè và này và fast forward time ok và chứ nông sự thay đổi này phần là pin laptop vốn sân bị HP broadcast tập can bằng đá chân mà đo switch này switch chun mà càng ní càng ní càng ní càng ní hay từ đo lịch đại nhé từ lịch đại ok tỏ lời dân mới hay xem giờ simulation mà giờ đi HP ok chân pin đo switch này tập này cười như ok mà switch chun màu nhé và tổng hợp cho mấy ọt mà laptop sở đồ thì sao lượng lên ốp của cổ nhà nâng nè và lượng lên port đại biểu tổ bàn nâng nè ok mà chân tiền router tiền laptop sở đồ tiền laptop 2 tiền laptop 3 vì ọt rồi vô chỉ mùi nâng đi ACP phải khít nâng ấy để sao vì mẹn chia đi ACP server tại server này vì nâng chạy to một mình nè vì nâng phát IP và to mà ói nè tọc nê khuyên chạy mùi chạy bày nè ok chạy mùi chạy bày ok và và trên này đọc này ai mà real time với nhau thì nhật mới khơi chuột mùi chuột bảy nhé ok và mà sân đi để xin xong IP swipe và watch cho mọi bài simulation thì tế viên được tôi ban chuột mùi chuột buồn nhé và này đọc này khơi chuột mùi chuột buồn
Ok, mà sân này nâng tự tư bán chụp môi chụp bạc này đó này ai mà ghi chụp môi chụp bạc này. Ok, chiếc bê đại viên tự tư bán IP trầm trầu hỏi mà sân đừng ổn nâng nâng miên là biết ai trả sài chạy tâm khí nâng lưu bản đại mạng này đó này ai giờ cái chọc mẹ sẽ mỗi cái smart ping nhằm bày tài ca top shop nhằm ping bì laptop sổ rô mà laptop vốn này đó này khuyên là tập hòa nít sạch sử phụ nè. Ok, chân bà sân ba computer ở tên này chỉ computer bất bật cọt chỉ mua những bộ phận pro để bật ca Windows 8 Windows 10 mà rư Linux ấy chỉ đáp nè hay nè tao khi miền tây lao cam bị thi xây xây nền lửa vía và trước nè tao khi ai pra cam bị thi ở tận nắng đâm bay bà tê đã ta ở khi tụi mình tập mỏ nè hay thằng đã ta communication. Ok bà ok ta lấy dương và to tiếp chẳng là vay được xem ba nữa à thì bài nít có là trong nước láng và vay được xem demo bị chuyện nít trong nước láng bị broadcast và chia một phép này ca tụm nè tụm nâng mỗi cứ one to all đôi nhà tọc địa bàn khớp và use to send packet to all hosts in network a packet use a special broadcast address và chẳng cái chọc tình này nó pra address bị sai mũi trong sản phẩm bởi dương này cứ pi đó hà pram buôn đón này anh nó cứ chia bà address bị sai mũi sầm rap sầm call ở DHCP service nè. Ok bà to chương trình cho đó multicast communication bà hơi broadcast nó khi ban ati bài hay mấy nhất khi bạn về bật thay thì thế cứ miền broadcast IP sầm rap sầm topic bay hay nó broadcast mà address sản phẩm sản phẩm thì dân bạn phải chạy mình hơi nhé này dân bạn phải chạy mình hơi này và miền broadcast sản phẩm IP hay là broadcast mà address ok và cu này broadcast nhé và pair of broadcast. Ok chương trình cho đào phổ biến tổng nét tổng nâng mỗi phổ biến tiết cứ multicast và transmission và nét đó này đang hơi bị multi primary tràn này khá nó bị bọn cá chun cá sai nữa nhé. Ok và chương multicast transmission này cứ sống đau từ lưu bộ phê này ca tùm nẹ tùm nấu và hào thà one sender many receiver và hào rưu gọi dân này dây thà one to many communication và one to many communication và nè tốt nha đôi bàn khơi nhờ nông rụp hiệp nít nít cứ chỉ sender và hai receiver tại pi nít tì chân nè tốt nha khơi one to many man one to all ấy nè và one to many và chứng ca tụm nẹ tụm nâng bẹp nâng cứ kê ao chứ một thá multicast communication và chứng mình copy unica mình copy broadcast thì nè và viên miên address cool down còn là address cool down bỏ multicast kê ao chứ một thá multicast address address cool down bỏ broadcast kê ao chứ một thá broadcast address và hai address cool down bỏ unicast kê ao chứ một thá unica address. Ok chân cái miền tục bà IP address bà xong rạp xong call out bà Matica tỏ lời dương mưu bà tỏ tiếp bà. Ok some example of Matica transmission as bà chân chân bố ca tùm lẹ tùm nâng chì lẹ gần nạng Matica nâng dương miền ở tì hồ mà chùm luôn bà đôi chì bẹ bò tờ nâng video and audio broadcast và tại tầng cả sai cả bạch chu nữa sẽ cả một phía video hay là sầm lệ nhưng nó cứ bảo vệ tầm nào nó cứ chia lại cái nạn multicast. Ok hai mối tiết bẹp bòn nâng ở routing information exchange by routing protocol và mình này tha cả bắt đầu bò tầm miên và pi routing protocol và chỉ mỗi đường routing protocol nó có pra chỉ lại cái nạn multicast này nè và ok tí ho tha dân miền router và pi bay top shop đi anh chẳng nói này tí ho và chấm giờ router một cường tiết ok hãy chấm shop router cái prak sai cross thì sao không có đôi khi nè ok và chương router từng phí nè và prapra routing protocol na mui và ti ho khiem prapra rip version 2 ne và rip version 2 và ni jeung configuration vi chmuoy nang rip version 2 da và
bạn chân router tiếng pi đó nghe, nâng đọc đồ po từ miền pi network kia từ vinh từ mao nè, và cái ao chúng ta routing information exchange, và khi tam giác routing protocol hay routing protocol bao giờ nick cứ reverse and two, bạn chân prophet này ca tụng nè tụng nào là viên router tiếng pi để pra làm bay đọc đồ po từ miền làm pi network ao kia từ vinh từ mao nó chia lệ cần nát multicast và multicast nè, ok, chúng cháu phải chuyện tí multicast này nè, ok. Hai multicast mới tiết về phần nâng distribution of software và về phần nâng ca bài trái software và bài trái software chứ nâng chia lại cái nè multicast này, ok. Hai multicast xong rạp IP version 4 và cái bàn tục và block này và IP version 4 xong rạp Malika nó cứ và xong rạp Malika nó bị và bị rồi mà phải bốn cho xôn bảy đoàn rồi hô tờ đoàn là bị rồi xam bốn bốn và cho bị rồi hạ pram cho bị rồi hạ pram bảy đoàn nè, ok, chứng bê đào router từng bí nó nghe đọc đô bò đồng miên ở kia và IP address cô đáo nó cứ chia Malika và cứ chia Malika ai IP mỗi khi nông trở lọt nâng nè, ok, IP nào mỗi khi nông trở lọt nâng nè, ok, và chứ là nếch cứ bị chạy bì ca tì ho này ca pra prophet này ca tẹo tẹo nâng cái ao chua thảm mà thì ca chứ miên đôi chì ca bình chun rư ca sai video ai xùm lên ca bà đọc đồ bò đồ miên bì router mùi tờ can router mùi tạm dạ routing protocol hay nâng ca bài chạy software chỉ đạo nè, ok. Ok, tỏ lời dương chú đo chúm nói bà tỏ một tiết cứ dương đi dây dùm pi và resell IPv4 address ring và resell IPv4 address ring ní cứ dương xong đau từ lớp đang cùng nọt này IP version 4 và đại kê tục bẩm rộng nè và khi resell dương đang hết cứ tục bẩm rộng nè pra xong rạp cô bẩm nong chạy lẹ nà mùi và ok, và chứng IP để tục bằng rộng nâng ớt ai giờ mà đã ơi bà computer, server, rưu có smartphone rưu có router ấy bán này thì tục bằng rộng bà nâng sạch thang là phiếp bà chăm bạch nà mùi nè, ok, bản chứng đôi dương bàn đằng hỡi bà IP version 4 đầy dương sạch xe vi chia tùm rộng ở bà dot decimal nâng dot tit bà decimal format nâng cứ bà đang cầm nọt vi P son cho son cho son buồn đón và ok từ đó là P rồi hạ pram cho P rồi hạ pram cho P rồi hạ pram nè, ok, bản chương nó không đan cầm nó P son cho son cho son buồn đón rồi hô từ đó P rồi hạ pram cho P rồi hạ pram cho P rồi hạ pram buồn đón nâng dương ở ai giờ ai tới từng ở nâng à mà đã ơi và ông có dương ban từng ơi và kê miên tục bấm rong với class xong rạp ra nông cô bấm nó bị sai nà mùi và chương đội ba cái chuyện chứ as you have already seen not all of these addresses can be used as host addresses for unicast communication bạn chương đôi để riêng bạn khơi như vậy mà hỏi mình men group address ở tận nấng số ai và pra chỉ host address sum rap ca tụm nẹt tụm nẹt chỉ unicast thì cứ one to one communication thì bạn chương không đang cầm nắp nấng kì miên tục bẩm rộng đôi nhà đọc nè bàn khơi nông tàng đi nè và kì miên tục bẩm rộng nè và ok bản chân nhà đọc nè mớ bẹp bọn nông ca tục IP bẩm rộng xâm rạp một người bị xảy nà mùi nâng và chân type of address của phê address usage ca pra pras anh ấy kì tục bẩm rộng và resell IPv4 address riêng đang cầm nóp đây kì tục bẩm rộng nâng hay anh ấy cứ chia và sử tháp bá và request for comment nè và kì và cầm nọt đòi và cầm nọt đòi OFC và kì này đẹp chóng nè, ok, chứ này tôi không nhớ cư nhớ host address và host address này cư chỉ address xong rạp đạo ở bộ cơ xin xin và hơi kết thúc bà chia sẻ anh thích ngày nay internet riêng là ạ rồi và ok
Experimental address và address xâm rạp và bí sao ok you for research or experimentation mà khi chứng cái pra xâm rạp sao chiêu rưu có bí sao cannot currently be you for host in IPv4 network chứng bác chứng bó ní ớt ai pra xâm rạp đạo ở bộ cốp xin xin được nông network này IP version 4 nó bán này chứng cái tốc đan của nó bị nà nè tao khnhi khơi nhở mau thì khá nít cứ bà phải chọc trầm ở pi đòi sam muốn cho nít chập đang bị pi đòi sải đó bà pi đòi sải cho xôn bay đóm bà tao đo là pi đòi pram pi đòi pram pi đòi pram pi đòi hà buồn nè ok cho mấy ớt khơi pi đòi hà pram buồn đóng và để sao pi đòi hà pram buồn đóng nít kê sầm rạp broadcast đi ACP mình nhắn nè ok hay cầm nọt đói bà RFC bà request for comment bà đọc bờ sớm sớm và sam bay sam sập nhé ok và chứng dương nâng lùm ất và mùi mùi tiền nhé ok tỏ và ok chứng dương mơ tệ tâm nâng experimental address này và cứ bị bì rồi sai cho số nở bay đó là hốt đó bì rồi pram bay đó bì rồi hạ buồn ít chứng nâng kết thúc xâm rạp research có đôi chì cả bì sau bạch chì bọn ít toàn pra đạo ơi hôm nó lại thì ta là cốt chẳng ná dương ớt thôn đằng ấy nè bảo kì ai là cốt cái ai đã ai hốt có thả bàn nè ok ai multicast address và chân kê tốc pi pi rồi mà phải buôn trực xôn bày đón tập đó là pi rồi xàm buôn trực pi rồi hạ pram bày đón lý xâm ra pra chì multicast nó không local area network và nó không bằng đài bảo dương nè xâm ra tùm nè tùm nè one too many nè ok hai host address và xâm rạp đạo ở bộ xe xe nhé và đàn cầm nọt viết bì ở xôn buôn đón nè xôn cho xôn cho xôn buôn đón rồi hô tật đó là bì rồi mà phải bay và chạy bì rồi pram chạy bì rồi pram chạy bì rồi pram còn tay này tôi không đi chạp ở đó mới tiết và that could be used for IP host however within this range how many addresses are already reserved for special purpose bạn chứ nó cái prao xâm rạp đạo host và đạo computer đạo server đạo router và con tài và không đang cầm nó nâng mẹn ban mẹn pra ban tầng ở đây đấy và miên và address và class cái xâm rạp tục và cái reserve tục xâm rạp prao nâng special purpose và tí họ xôn chạy xôn chạy xôn xôn buôn đón nè và ai đạo computer đạo server đạo router bán ấy hoặc ai đạo bán này và để sao nó kết thúc bom rong xâm rạp special purpose cứ và xâm rạp default root xâm rạp cầm nọt lâu bị router mũi từ can remote network hàng router mũi tiền đấy hay và anh ấy address host và đàn cộng nọt một viên á hay còn là không đàn cộng nọt nó ọt ai đạo ở host từng ọt bàn thế thì ai tục trong này là class xâm rạp bà chỉ lệ cái và special purpose nè ok tỏ lấy dùm mơ tỏ tiết và ok chắc chấm chấm ai bị chạy lại nè nè tỏ cái này khơi hình tích chấm mơ chấm đại dịp giờ ở bộ cò mà cường nè ok computer mà cường hay chấm đại IP và xôn trịch xôn trịch xôn buôn đón nè ok chẳng ai đã bán thế à đã bán nè để sao nó kết thúc xâm rạp special purpose nè và tôi bây việc thật nó không đang cầm nọt này hô cả đời nè
Tại đại đại bàn thì chắc bạn đã đọc này cho một đá chấm share screen và hãy mà bạn đã đọc này cho đá hay chúng ta start tính nhé để đọc này vài bị cho máu cứ xôn chạy xôn chạy xôn chạy xôn buồn đó nhé và cho nên đọc này là khơi vì alert chỉ error message mới và this is an invalid IP address và chẳng vì chỉ IP address mình trâm trở thì mà tôi bây chỉ biết thật nâu không ngờ đang cầm nọt này hộp có đói tại ai đã hộp bàn thì để xa đôi dược bàn thì bài chứ và miền address mua chùm nốn kết tục bầm rong xâm rạp ra nóng lẹ khăn bị xảy tức nóng một người bị xảy nà mùi và chẳng số bốn đó nóng kết tục xâm rong xâm rạp ấy nè kết tục bầm rong xâm rạp ấy tôi vinh tọc chìm ơi nè nó không mượn tích và chiếc số bốn đó nó kết thúc bấm rong xâm rạp default root và kết thúc bấm rong xâm rạp default root nè kéo chúng ta default root default root ok hay nè tôi nghĩ sẽ phải bịa default root tích màu nè đồng bây đăng thả về miền này mày bịa thả default tam lùm nom đá mà có vây để kê ban cộng nọt mà bẹp nắng á vì chấn á vì bà ok hay rút rút cái plow nè bà plow nè những cái chân cái pra xâm rạp ấy cầm nó plow bí router mà căn network mà nơi router một trình tiền ở tí hoa thời gian cho nó lưu router tí mũi nè và chân router tí mũi nè cứ score tại network này thì để xa network nó chọp một vỉa nè vì score nó về dân config interface nè xua tại network nè vì score nè network nè và vì ở score thì hết ấy ở score thì sao nó ngay thì vì chương dương ai pra default root này đồng bây cầm nó ở router thì mới ai score flow một căn càng địa bàn nhé ok và chương address cụ đáo và xong ra cầm nó flow màu nó cứ kết tục ấy xôn buồn đòn nhé và xôn chạy xôn chạy xôn buồn đòn màu nhé ok hay nó chỉ nằm tì bày tới nè tôi nghe riêng một chia cùng shooter này được tới dương lần sắc xa vì vì hơi nhé mà ok chương khi con là bất chấp phần năng tích ở demo này ở cái mới đấy thì sao dùng admin p và liệt group còn á ok tỏ lời dùng to từ tiết bản chất trong bất chấp mà xa tiết nè nè ở cái chào bảo làm tính nhé và ip home address này đang cầm nắp bị sôn luôn đó rồi hốt đó là pi rồi mà phải bấy cho pi là pram cho pi là pram cho pi là pram chứng sum rap pra đại home miền đại computer đại router đại server ấy chỉ đám này còn tay mình đã ban từng gói na mà chào bảo đóm na miền address mà chìm nuốt cái tục prau sầm rap và mục nghiệp bị say nám mùi cồn nó bị say nám mùi thì ho đôi sôn buôn đón nè mình chìm ban thì chả hết cứ ở đại bàn nè và dùng tục vi prau sầm rap default root và sầm rap cũng not plug bị router nám mùi tục can network để nó ngay bị bìa network hàng router mùi xịn tiệt nè ok ok to lời dùng to từng tiết và bà dương cho đó là public and IP addresses bản chất dương sắc xa IP address vì miền IP và public hay là IP private bà biết public nhận đó khi đăng hết cứ xa thiền á bà chân cứ sống đau từ lỡ ca tùm nè tùm nào bán là lỡ bà tập cắn internet nè và chỉ address mới để dương ai đặt nòm dương từ đó internet bạn thì họ lực nộp tiền dương miền bản đai mới để top shop computer dương buôn phẩm cường ngày chẳng á bạn chắc đồng bây computer buôn phẩm cường bỏ dương nó từ đó internet bạn ai lên Facebook bạn ai chạy YouTube bạn nè ai download ai cái xa p website fcfc bán bạn chứng via tàu ca IP public nè IP public hay có via tàu ca IP private đại chứ IP private cứ đã ao lực computer bọn này đọc nĩa để para nó thuộc tên này đọc nĩa đôi dương đạm mình chứng và IP để dương đạm nick chỉ IP private nè còn tại về để via tàu đào router thì họ thằng nick chỉ router cầm hôn ISP mà internet service provider router chứ IP private ở thằng nó nghe tàu bỏ private tàu can IP public từ ai và tàu đào internet bạn nè ok chứng ba là dương tàu dối pi và public and private và addresses nè ok bà tỏ là dương mưu ca bà chạm tỏ học
All hosts that connect directly to the internet require a unique public IP address. Bà ok chân rời xa tại bà bánh hà internet connection ngày năng được problem tích bà chân dương xâm ra bản năng ná bà ok sắp ra khỏi chân khi mà bật to tiết bà chia sẻ phong hồi xa bánh hà internet khi mà connect bán ná bà ok bà con chân dương xâm ra bản năng ná bà con.